Ok chưa? Nếu anh em đã ok rồi thì 30 giây của chúng ta xin được phép bắt đầu. Khoan, đọc lại thử thức đọc bát. Anh em bên Mỹ hãy nhớ tôi sẽ đọc mật khẩu là. Không, từ từ để tôi bật thêm một cái notepad nữa, tôi chỉ, tôi giải thích cho anh em hiểu. Ví dụ mật khẩu của chúng ta là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy, theo thủ tục, mod phải đọc đầy đủ là Mật khẩu là, đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và cuối cùng phải kết thúc câu bằng chữ hết. Thì mật khẩu là 1, 2, 3, 4, 5, 6, hiểu không? Nhớ nha, giải thích kỹ như vậy rồi nha. Một lát kêu đọc bát tào lao, nó chữ à. Vậy thì 30 giây xin được phép bắt đầu. A few moments later. Mật khẩu là sống ở bên Mỹ không giống như sống ở Việt Nam. Hết. Vô. Một ông, hai ông, ba ông, bốn ông. Ơi ơi, sao có level 2 đi nữa? Đủ level 70. Level 78. Ok. Xin chúc mừng anh em. Ok. Vô bạn ơi. Vô. Có vẻ như bên này anh em vô khá là chậm nha. Ok, bây giờ thì điểm qua đội hình hai bên thì chúng ta sẽ có lineup như sau. Ở bên phía team 1, chúng ta có vàng 3, bạch kim 1, bạc 2, bạch kim 4 và vàng 2 từ dưới đếm xuống. Tôi xin nhắc lại là vàng 2, bạch kim 2, bạc 2, bạch kim 4 và vàng 2. Đối đầu với lại team 2, chúng ta sẽ có những răng kịch như sau. Từ trên xuống dưới sẽ là bạch kim 4. Lót 2, lót 3, lót 4 sẽ là vàng 4. Và ông cuối cùng là vàng 3. Ủa, cái đéo vậy, sao lệch dữ vậy? Sao lệch quá vậy? Sao lại ông 3 ông, 3 ông vàng 4 như vậy? Càng đấy, càng đấy. Bên phía team 2 đã lóc ngay cho mình, đó là con Yasuo. Akali cũng đã được khóa vào. Ở bên phía team 1 thì cũng con Yasuo team 2 là chưa lóc. Bên phía team 1 đã lóc vào cho mình, đó là Yasuo, Javan và Ezreal. Irelia cũng đã được khóa vào. Bên phía bên kia thì Akali và Echo đã được khóa vào. Team 1 đã xác định đội hình sẽ là Irelia đường trên. Cảm ơn Tony nha Tony. Bên phía team 1 đã xác định được đội hình đó là Irelia đường trên, Javan đi rừng, Yasuo đường giữa và cặp đôi đường dưới là Ezreal và Lulu. Quay lại với lại team 2 thì chúng ta sẽ có đội hình là Akali đường trên, Echo đi rừng, Sylas ở vị trí đường giữa, cuối cùng là cặp đôi đường dưới là Thresh và Aphelios. Cá nhân tôi đánh giá thì trong trận đấu này đội hình của hai bên là cân, là cân ở tổng toàn diện. Nhưng mà tôi cảm giác là đội hình của bên phía team 1 họ sẽ dễ triển khai hơn một chút. Họ sẽ dễ triển khai hơn với những con tướng rất phù hợp với meta như là Yasuo nè, như là Ezreal, những con tướng rất cơ bản. Còn bên phía bên kia thì họ lại có một ba con tướng rất là kỹ năng cá nhân như là Akali, Sylas và Echo. Nhưng mà bù lại thì ba vị tướng này có khả năng giao tranh cực kỳ mạnh và khó chịu. Khả năng câu giờ là rất tốt. Ok, bây giờ thì chúng ta còn 50 giây đếm ngược để chúng ta vào trận đấu. Lúc này thì tôi xin được phép phát Kyler của trận custom loạn chiến sẽ về hôm nay của chúng ta. Nhẹ lên. Tưng 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 tưng. Rồi, trả lời của chúng ta hơi ngắn. Cảm ơn ba đồ nha bạn. Có game hay không má, tao nhập Mỹ y ngắn mới ác. Trời ơi là trời, ba đồ ơi là ba đồ. Mày không chơi được là đúng rồi ba đồ. Đúng ở Mỹ mày y ngắn. Mỹ tho hả? Mỹ tho cũng y dài mày. Mỹ phẩm hả? Ủa mỹ phẩm y ngắn hay dài ta? Mới xin nhắc lại một số vấn đề như sau. Thứ nhất là kết tầm loạn chiến của chúng ta, sau khi anh em giành chiến thắng, anh em sẽ được phần quà dành cho đội thắng là 250.000 đồng chia đều cho 5 thành viên, tức là mỗi người sẽ được một cái kẹt Garena 50.000 đồng. Và hiện nay Mết sẽ không yêu cầu bất kỳ anh em chi trả một chi phí nào cho việc nhận phần thưởng. Ví dụ như một trường hợp có thể diễn ra là sẽ có một số thành phần lừa đảo kêu là phát
fanpage hay là này nọ kêu là em gửi anh cái kẹt 50 đi, anh lỡ mua cái kẹt 100 rồi. Vậy là không có anh em, tuyệt đối là không có bất kỳ trường hợp nào yêu cầu anh em gửi tiền nha. Và sau khi giành đội nào giành chiến thắng, các thành viên hãy liên hệ fanpage bên dưới chứng minh bạn là đánh nick này thì trong vòng một tuần các bạn sẽ được gửi kẹt. Và cũng hy vọng là những sai sót ví dụ như là về mật khẩu hay là về những bạn phá game, những trận những bạn Twitter AFK thì chúng ta sẽ chung tay giải quyết chứ không có gọi là loạn lên nha. Và sắp tới thì MES sẽ mở rộng ra làm ở trên server ví dụ châu Âu, rồi server Brazil, rồi Hàn Quốc, rồi OCE, rồi server Hàn Nhật đó cho những anh em của chúng ta chơi. Đại khái là nhưng mà sắp tới thì sẽ có hai thể loại, chúng ta sẽ có hai chia làm hai thể loại đang đánh cái tầm. Một là đập bát, ai vào nhanh thì đánh. Hai là đăng ký theo team. Ví dụ như là bạn đăng ký team. Team bạn có 5 thành viên, mỗi người sẽ đặt cọc 100.000. Tiền đó mục đích để làm gì? Bạn đăng ký 100.000 mỗi người, mục tiêu sẽ là 500.000. Có thể đăng ký theo từng cá nhân hoặc là đội trưởng đứng ra đại diện đưa tiền. Tiền đó là để đảm bảo rằng bạn đăng ký, bạn sẽ thi đấu và thi đấu một cách đàng hoàng, không phá game, không bỏ trận đấu. Nếu như bỏ trận đấu, nếu như phá game sẽ mất tiền. Và sau khi bạn hoàn thành ván đấu một cách tử tế, tiền đó sẽ được trả lại. Kể cả bạn là đội thắng hay đội thua, tiền đó vẫn sẽ được trả lại. Ok, bây giờ sẽ kéo cái này lên. Cảm ơn em đã lắng nghe tôi nói nãy giờ. Quay trở lại với trận đấu của chúng ta thì Yavan đang có những bước đi rừng đầu tiên rất táo bạo. Anh ta đang có ý định vào rừng và cướp đi cho mình đó là con bùa đỏ của anh chàng Echo ở phía bên kia. Đường giữa đang là một kèo đấu. Thật chất thì kèo này Yasuo sẽ là kèo trên. Yavan thì đấu quá táo bạo. Anh ta đang có một bước đi rất hay và chiến công đầu đã có ngay phút thứ hai dành cho anh chàng Yavan này. Pha vừa rồi là một pha mà có thể nói là Yavan đã thi đấu rất quyết đoán khi mà anh ta nắm bắt được đối phương ăn bùa xanh, cướp đi cho mình con bùa đỏ, dòng lên đường trên trước sự ngỡ ngàng của anh chàng Akali và lấy đi cho mình đó là cái chiến công đầu, hỗ trợ chơi đi là rất nhiều. Và chắc chắn trong giai đoạn sắp tới Akali sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái kèo đấu này khi mà kèo đã thua lại còn bị bớt lút nữa. Đường dưới thì hiện nay hai bên đang farm rất là hòa bình. Đường giữa thì Yasuo liên tục lấn át anh chàng Sylas này và Sylas vừa mới đáp trả lại. Hai bên đều mất đi một lượng máu khá lớn. Yasuo đã mất nửa cái máu, bình máu đã được sử dụng đến từ Yasuo lóc chúng. Những pha trao đổi chiêu thức rất tốt đến từ anh chàng Yasuo này. Theo tôi thấy nãy giờ anh ấy không hề quy hùng, những pha quy rất chất lượng. Đường trên thì vẫn là một pha thế trận áp đảo đến từ anh chàng Irelia này khi mà Akali chỉ mới sở hữu cho mình đó là 3 chỉ số lính mà thôi. Có thể nói ở bên phía răng Bắc Mỹ của chúng ta, họ thi đấu ở bên server Bắc Mỹ, họ thi đấu rất máu lửa, liên tục trao đổi chiêu thức. Họ mà khác đéo gì Việt Nam đâu. Nó khiến cho cái tốc độ đường giữa thì Yasuo đã bị Sylas hạ gục rồi trong lúc tôi liên thiên. Và ở phía bên này thì cũng có giao tranh luôn rồi. Yavan nó không còn tóc biến, Echo lúc này vẫn còn một cái tóc biến trong người. Và Yavan combo thành công, Echo đâu phải bỏ xuống cái mạng của mình, mất luôn tóc biến, đó là những gì. Bơm khói đã được sử dụng. Akali liệu có hạ gục được Yavan hay không? Không rồi. 2-1 dành cho bên phía team 1. Có vẻ như là Yasuo ở trong tình huống trước đó, anh ấy đã lao vào trong trụ và bị Sylas giết rồi, tôi nghĩ như vậy. Đường trên Irelia lại tiếp tục lao lên để áp đảo anh chàng Akali này. Irelia đang sở hữu cho mình Kadia là 002, hai mạng hỗ trợ. Và Akali nằm xuống rồi. Akali vừa rồi có một pha thi đấu rất sai lầm khi mà đã yếu rồi mà còn ra gió. Ở Việt Nam chúng ta có một câu là yếu mà thích ra gió, là đây, là Akali đây. Mặc dù anh ta sống bên Mỹ nhưng anh ta vẫn làm những gì mà Việt Nam chúng ta nói đó là yếu nhưng thích ra gió. Echo Fed nó phải nằm xuống. Và liệu 1-1 dành cho bên phía hai bên. Nhưng bên phía team 2 có vẻ là lời hơn khi mà xạ thủ của họ không nằm xuống. Echo làm choáng rất đẹp và làm choáng hai người.
Chúng ta nhìn ra đường giữa và đường trên, chúng ta đang thấy được một sự chênh lệch về lượng chỉ số lính rất lớn đến từ bên phía team 1. Một lượng chênh lệch chỉ số lính rất kinh khủng. Đường giữa hơn gấp đôi lính, đường trên hơn gấp 3 lính. Ở phút thứ 6, ở phút thứ 6 mà thôi, chênh lệch rất lớn. Yasuo vừa mới lướt vào con Echo bị lầm chắn chói. Yasuo bị Yasuo anti và Sylas đã có cho mình được cái mạng hạ gục của chàng Yasuo này. Pha vừa rồi tôi đánh giá là một pha chủ quan đến từ vị trí của Yasuo khi anh ấy không sử dụng cái tốc biến sớm hơn. Hay không dành cho anh chàng Sylas, mặc dù là thua thiệt về chỉ số lính nhưng ta bù lại bằng hai cái mạng hạ gục. Và liệu chúng ta sẽ thấy cái giáp gai đến từ anh chàng Sylas này hay không đây? Tôi vẫn đang trông chờ, tôi rất muốn thấy cái giáp gai đến từ chàng Sylas này. Java đang bị một cái thế gọng kìm ở trong rừng của đối phương. Sao anh lại có thể ô khá đáng tiếc dành cho anh chàng Sylas. Nếu như Pharah E trúng thì có thể là anh ta sẽ có được cái mạng hạ gục cho mình rồi. Đáng tiếc. Lulo Thét đã mất cho mình kháng tử. Ezreal lao lên rất mạnh mẽ và liệu có ai sẽ phải nằm xuống hay không đây? Ui, 20 máu, rất may mắn anh chàng Thét, rất may mắn. Đường dưới của Vitality mai thấp máu quá rồi. Echo ngoài này đang đánh vào Lulu. Lulu không còn mana nữa nhưng vẫn còn cho mình đó là cái tốc biến. Tốc biến chạy rồi. Echo cũng không còn mana. Đây là gái làm neo, liệu gái làm neo sẽ làm gì với anh chàng Huy Ngô này đây? Huy Ngô đang đánh gái làm neo. Làm neo. Có được cho mình cái mạng của gái làm neo rồi. Huy Ngô đánh rất hay. 1-2. Yasuo từ giữa chặn chói đã được sử dụng. Và liệu Sylas? Sylas đã phải nằm xuống trong pha này rồi. Chấp luôn cái trụ, vẫn có được mạng hạ gục. Yasuo vừa mới sử dụng một cái tường gió rất là phong cách. Đường trên thì Irelia ăn hiếp Akali rất nhiều. Irelia liên tục ăn hiếp anh chàng Akali. Một con mắt tím được cắm lên để cho đối phương biết rằng là tao đang ở dưới khe nước. Irelia vừa mới có cho mình cái mạng hạ gục của Akali ở trong trụ luôn rồi. Tôi không biết là cái webcam nó lia cái kiểu gì nữa. Có vẻ như cho về hôm nay hệ thống lia webcam nó không giống như Việt Nam của chúng ta. Tôi cần phải thích nghi. Đường giữa Yasuo lướt lên. Đây là một pha đánh lộn rồi. Chắc chắn sẽ là một pha đánh lộn. Sylas làm được gì không? Yasuo chặn thành công của đó. Không còn tốc biến nữa đến từ chàng Sylas này. Và làm sao sống đây? Chặn chối đi sử dụng đến từ Yasuo và nằm xuống rồi. Đó là anh chàng Sylas này. Anh ta không ngờ là Yasuo chơi dơ như vậy. Chơi game mà chơi game phụ thuộc vào rừng. Chơi 2-1. Nháy liên quân. Và đây rồi, Echo đang truy đuổi Yasuo ở đường giữa. Còn đường dưới cũng có giao tranh, nhưng mà Yasuo đã thoát được rồi. Còn đường dưới thì Ezreal anh ta đang có một cái thế rất đẹp. Khi mà người đi rừng của mình đang mạnh hơn, đường giữa của mình đang mạnh hơn, cho nên là họ hoàn toàn kiểm soát được tình hình ở dưới của một người dưới. Họ không sợ bị găng. Đây rồi, một pha lóc trúng. Echo vẫn còn cho mình, đó là cái chiêu cuối. Quay trở lại, trả cái thương, sử dụng chiêu cuối, tốc biến. Chạy được hay không đây? Echo nằm xuống rồi. Và Sylas vẫn còn cho mình, đó là Sylas hết tốc biến rồi. Và còn cho mình đó là cái mạng. Còn cho mình đó là cái mạng sau khi hồi sinh mà thôi. Không còn cái gì có thể cứu được Sylas ở trong pha vừa rồi nữa. Rất đàn ông. Đây rồi, vừa nói xong thì nó lao vào trụ, kết thúc luôn cái mạng của Akali. Nhưng pha này hơi non rồi, tại sao không win sớm hơn cơ chứ? Tại sao không win sớm hơn? Pha này là tôm tép rồi. Thả con tôm bắt con tép là có thật anh em ơi. Việt Nam chúng ta làm mà bên Mỹ cũng không ngoại lệ. Bên Mỹ cũng làm. Sống ở đâu thì tôm tép vẫn là tôm tép mà thôi. Ôi, Yasuo lao tận vào trong trụ để có thể tìm kiếm được Sylas. Và đây, một mạng xích đào 700 vàng dành cho bên phía team 2. Sau hai mạng xích đào thì bên phía team 2 đã rút ngắn một chút khoảng cách về tiền. Nhưng hiện nay con số chênh lệch vẫn đang là rất lớn, 4k tiền. Ezreal đường dưới vẫn chưa hoàn thành cho mình, đó là cái thần kiếm, kiếm Mana Moon. Rất chậm đến từ anh chàng Ezreal này, nhưng bù lại là cái thủy kiếm giúp cho anh ấy có khả năng trao đổi chiêu thức tốt hơn ở những cấp độ đầu tiên. À không, là cô ấy. Đây là gái làm neo nha anh em.
cô ấy. Nhưng mà làm sao để cho một cô nàng chơi liên minh có thể thi đấu lớn ác, lớn ác một con chim vàng như thế này cơ chứ. Thật khó tin đây là một cô gái đến từ Bắc Mỹ. Mọi thứ rất khác biệt. Chiêu cuối tốt đến từ Andrew nhưng cũng chỉ lấy đi một lượng máu nhỏ đến từ anh chàng Echo mà thôi. Đường trên Idela vẫn muốn lao vào giao tranh nhưng không, anh ấy đã lui lại rồi. Đường trên có thể nói là mạng, cái mạng đầu tiên đã giúp cho Idelia có được cái tiền đề để anh ta có thể lấn át hoàn toàn qua cái ly này. Nhưng trong pha này, nhưng trong pha này thì chúng ta chưa biết là mèo nào cắn miễu nào đâu nha anh em à. Akali, tôi nói con Akali này mà không phải thằng Việt Nam chơi tôi mới sợ đó. Trời ơi là trời, nhìn nó đứng nó khựng kìa. Akali mày nói thiệt tao nghe đi, mày nói thiệt tao nghe là mày Việt Nam đúng không? Mày đua đồ mày chi vậy? Người ta đã nói là tạo cái răng cho anh em bên Mỹ người ta chơi thì qua bị hành rồi, thấy không? Bị hành khác gì cũng chó gách đâu. Echo xuất hiện đường dưới rồi. Ezreal không còn nghe nữa và đã mất tóc biến. Chiều cuối được sử dụng, kiệt sức được sử dụng, hơi máu được sử dụng, nhưng không có gì xảy ra nữa cả. Hai spell đã được mất đi. Phép đang lao đến nhưng không, không thể nào làm được gì. Gái làm nè vừa mới khoe một cái thông thạo bô bảy rất chất lượng. Một cái thông thạo rất chất lượng. Một cô gái có một cá tính rất mạnh mẽ. Quay trở lại với lại khu vực đường giữa thì Yasuo vẫn đang là những tình huống lớn ngát hoàn toàn. Anh chàng Sylas này, và các bạn có thể thấy đó, dù là ở đâu thì vẫn miss xe mà thôi. Đéo thế nào không miss được. Tôi xin khẳng định với các bạn là trên đời này không ai cũng từng miss xe ít nhất là một lần. Xin khẳng định điều đó. Lulu đang gặp nguy hiểm khi mà rất nhiều sát thương được gây ra. Và Javan đã, Irelia đã có cho mình được cái mạng của anh chàng Echo và double kill dành cho Irelia. Bên phía bên kia thì Javan cũng đã phải nằm xuống. Phe đó đã hạ gục được Lulu. Irelia đã có cho mình triple kill rồi. Và phải chăng là một pha Penta kill? Liệu có Penta kill hay không? No, Yasuo đã lấy đi cho mình đó là cái mạng của Aphelios rồi. Và không thể nào là Penta dành cho anh chàng Irelia này được. Quét sạch dành cho bên phía team 1. Nếu như trước đó là một pha Penta kill thì có vẻ như là ngày mở màn loạn chiến ở server Bắc Mỹ chúng ta nó sẽ trở nên rất là, nó sẽ trở nên hay hơn rất là nhiều. Nhưng rất đáng tiếc, Yasuo đang dí theo Echo. Còn bên phía bên này thì con rồng vẫn đang được dằn co đến từ hai bên. Một pha lốc bên phía bên này đánh nhau khắp mọi nơi, tôi không thể nào mà theo kịp được cả. Echo vẫn không nằm xuống, Echo không nằm xuống anh em à. Và bây giờ thì Yasuo làm sao chạy đây? Ôi cái gì thế này? Trời ơi là trời, nó lao vô năm thằng nó giết người luôn kìa, bố người ta. Oh what? Sau một khoảng thời gian dài nghiên cứu những buổi livestream của tôi, Ronobi đã rút ra được kinh nghiệm cho bản thân mình. Đó là con bạc quá mạnh. Và học thêm cách đánh con bạc macro của tôi nữa. Mọi thứ đang dần trở nên rất hoàn hảo cho anh chàng Konobi. Và trong lúc tôi liên thuyên thì Lulu đã phải nằm xuống. Double kill dành cho Akali. Và bên phía bên này thì Irelia tưởng mới là siêu nhân. Ezreal thì bị tuôn trong trụ của đối phương. Echo đang truy đuổi anh chàng Ezreal này. Và quét dơ dành cho bên phía team 2. Liệu có thể là một pha quét sạch dành cho bên phía team 2 hay không đây? Bên phía team 1 họ đang quăng đi trận đấu của mình. Nên nhớ là những con tướng bên phía team 2 là những con tướng khi nó đã xanh rồi là không thể nào mà cản được nó đâu nha. Nên nhớ điều đó. Akali đang nói là anh em kinh chat đừng like em nữa, em 2k7. 2k7 là năm nay 13 tuổi. 13 tuổi nha anh em. Giao tranh nổ ra ở khắp mọi nơi. Cuối cùng thì quét dơ dành cho team 1. Sylas đang là một cú quét sạch. Một cú quét sạch đang đứng trước mặt của bên phía team 1. Cái quét sạch đang chạy. Và quét sạch rồi. Quét sạch lần thứ 2 trong ván đấu này dành cho bên phía team 1. Khoảng cách về tiền hiện nay đang được bên phía team 1 giữ ở mức 7.000 tiền. Lẽ con số này sẽ là 10.000 nếu như những trường hợp trước đó họ không quăng đi. Chai đà nè. Chai đà nè. Thi đấu rất tốt. Cách thi đấu rất mạnh mẽ, cũng không kém cạnh gì đó là Irelia. Chai Đà Nẵng, những pha xử lý rất tốt đến từ Chai Đà Nẵng.
Nhưng mà đáng tiếc là nãy cũng đã phải nằm xuống ít rêu. Rất nhiều sát thương. Aphelios, Aphelios liệu có sống hay không đây? Không được rồi. Lidelia đến và lao vào nhau liên tục. Cái gì thế này, các anh lao vào nhau nhiều như thế này thì Caster tôi làm sao theo kịp đây. Akali cũng lao ra, Yavan cũng lao vô luôn. Irelia dí theo Akali. Irelia và một pha quét sạch nữa dành cho bên phía team 1 lần thứ 3 trong trận đấu này. Điểm sáng nhất của bên phía team 2 bây giờ đó chính là anh chàng Echo ở vị trí đi rừng với KDA của mình là 659, cấp độ 13 bằng với người đi rừng bên phía bên kia. Đây là vị trí duy nhất không thua thiệt về trang bị cũng như cấp độ so với người đi rừng bên so với người đồng vị trí bên phía bên kia. Một cú móc trúng đến từ anh chàng Fred và lao vào lòng đèn cho đồng đội mình lao lên. Ezreal đã sử dụng tóc biến đi và bây giờ thì trả lại sát thương rất nhiều đến từ anh chàng Ezreal này. Lulu đang bị bắt, chiêu cuối vẫn còn đó đến từ Lulu và sử dụng chiêu cuối không được rồi, anh ta bị rất nhiều CC. Zaban bây giờ lao vào rất nhiều các đường được trả đến từ bên phía team 1. Và bây giờ thì Yasuo làm sao để có thể hạ gục được Yasuo đây, khi mà vũ điệu tử thần là đã có trên người của nó. Quét dơ dành cho bên phía team 1. Rất nhiều sát thương, rất nhiều sát thương đến từ Yasuo, cái linh hồn đồng lửa và cái vũ điệu tử thần. Một combo quá khủng khiếp, khiến cho con Yasuo không thể nào mất máu được, không thể nào mà tuột máu đến mức chết được. Bây giờ thì bên phía team 1 họ đang hướng đến bước đi cuối cùng, đó là kết thúc bán đấu. Echo đã bị bắt rồi, đến giờ phút này rồi thì không còn sức chống cự nữa, chỉ có hưởng thụ mà thôi. Đánh đối phương không thể nào chết được, mà đối phương đụng một cái là chết thì làm sao thắng được. Và đây sẽ là tình huống cuối cùng trong pha này. Bên phía team 2 họ thi đấu rất chắc chắn, họ cảm giác là không thể nào kết thúc được bán đấu, họ muốn bút đường trên, họ muốn là ba đường, nhưng mà họ hoàn toàn có thể kết thúc được bán đấu trong pha này. Những con xe đang là vũ khí rất lợi hại đến từ bên phía team 1. Con xe cộng bù lợi Baron, nhưng họ không nhìn ra được. Cũng đúng thôi, đây là vàng và bạch kim mà, không trách họ được. Thi đấu như thế này là quá hay rồi. Ezreal gái làm nèo đang đánh rất cao. Gái làm nèo lao lên, lao lên để làm nèo cho con Aphelios à. Làm nèo không em? Ui, một cú móc đi vào lòng lớn đến từ vị trí của Thresh. Làm nèo không Thresh? Thresh muốn đi làm nèo à. Và bây giờ thì tiếp tục là gái làm nèo với lượng sát thương rất lớn. Gái làm nèo đèn liên tục. Ôi, bây giờ trận đấu đã kết thúc rồi. Liên tục làm cái gì đi nữa thì trận đấu cũng đã kết thúc rồi. Và xin chúc mừng năm bạn bên phía team 1 đã giành cho mình chiến thắng. Hãy nhớ liên hệ fanpage bên dưới của bạn.